Câu hỏi oái oăm, cứu ai rơi xuống nước trước và câu trả lời của sao hoa ngữ. Nếu xx và xx cùng lúc rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước? Câu hỏi oái oăm và hóc búa này đã làm đau đầu rất nhiều người. Với các ngôi sao hoa ngữ, câu trả lời là một Dương Mịch Được công nhận là người có trí tuệ xúc cảm cao trong làng giải trí hoa ngữ. Dương Mịch từng được hỏi, nếu Lưu Khải Uy và Đường Yên cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước? Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Dương Mịch nói thế thì để lưu khải uy cứu đường yên hai lý dịch phong là sao nam đắt giá sau bộ phim truyền hình ăn khách như cổ kiếm kỳ đàm lý dịch phong cũng bất ngờ bị hỏi nếu dương mịch và đường yên cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước nam diễn viên đã khiến mọi người phì cười khi trả lời tất cả mọi người đều biết hai người họ là chị em tốt có thể không sinh cùng ngày nhưng nguyện được cùng năm cùng tháng lúc đó lý dịch phong còn đang độc thân hóa ra anh ấy ấy là nhờ thực lực ba địch lệ nhiệt ba địch lệ nhiệt ba cũng từng phải lựa chọn giữa mẹ mình và dương mịch nàng mỹ nhân tân cương đã nói một cách chân thành mẹ tôi không biết bơi nhưng chị mịch thì biết đó ngoài ra cả hai đều không thể rơi xuống nước cùng nhau bốn triệu lệ dĩnh khi trả lời phỏng vấn về phim sở kiều truyện triệu lệ dĩnh cũng được hỏi một câu nếu yến tuân đậu kiên và vũ văn nguyệt lâm canh tân cùng rơi xuống hồ băng thì sẽ cứu ai trước lúc ấy triệu lệ dĩnh đã hài hước đáp trả tôi có thể chẳng giúp được gì họ cả. Năm, Phương Tuấn Khải. Phương Tuấn Khải có lượng lớn fan gì và fan mẹ. Nam thần là bạn trai lý tưởng của hàng nghìn cô gái, nhưng ai mới là thần tượng của anh? Ngay từ bé, Phương Tuấn Khải đã công khai thích Châu Kiệt Luân và Dương Mịch. Khi phóng viên hỏi, nếu Châu Kiệt Luân và Dương Mịch cùng lúc rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước? Phản ứng của Tuấn Khải là choáng váng. Cái này, cái tiếp theo, có thể thấy, Phương Tuấn Khải rất khó lựa chọn, vì dù sao thì cả hai đều là thần tượng. 6. Dương Tử, Dương Tử và bạn thân Trương Nhất Sơn đóng phim cùng nhau từ bé, học cấp 3 cùng nhau, học đại học cùng nhau, thế nhưng, khi được hỏi, bạn trai Tuấn Kiệt và bạn thân Trương Nhất Sơn rơi xuống nước, cứu ai trước, Dương Tử đã trả lời thẳng là, cứu Tuấn Kiệt. 7. Lôi dai âm. Trong một cuộc phỏng vấn, lôi dai âm được hỏi nếu Quách Kính Phi, Lý Quang Khiết, Cận Đông Tam cùng rơi xuống nước, sẽ cứu ai trước? Câu trả lời của anh trai vượt quá sự mong đợi của mọi người, toàn từ tài hảo chết hết tốt hơn cư dân mạng cho rằng đôi dài âm dám trả lời như vậy có thể thấy tình cảm giữa bốn người họ rất son sắt 8. lưu đức hoa lưu đức hoa cũng từng phải chọn giữa lương triều vĩ và châu nhận phát sẽ cứu ai trước câu trả lời của lưu đức hoa rất bất ngờ tôi sẽ tìm một viên đá và đá vào nó đến chết nhiều người phụ nữ sẽ hỏi cánh đàn ông rằng mẹ con em cùng một lúc rơi xuống sông anh cứu ai trước bạn sẽ trả lời như thế nào